sau khi mà ra được một số lượng ruộng ổn định. Cái gì đây? Quá hay. Vâng, rất ảo đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, tí nữa thì các bạn sẽ biết được bài của chim sẻ là cái bài gì. Và bình luận viên bên phía bên kia nhầm bảng anh em ạ. Bình luận viên bên phía bên kia nhầm bảng. Vâng, nhầm bảng, bảng 8. Summer và Yamato kèo cần thôi. Tôi thấy là con Summer thì nó cũng khỏe, mà con IA cũng khỏe. Cần. Summer Lian ở đơn vị quân có khả năng solo khá tốt. Rồi, rất nhiều anh em comment bảng 8, ông nào comment bảng 7 kia mắt ông mắt ông này có vấn đề rồi. Anh nào comment bảng 7 nhá. Tôi ghim cái, tôi ghim comment của anh này luôn. Rồi. À, quên mất đang ghim quảng cáo nó không ghim con mừng của anh này. Bình thường là tôi sẽ ghim comment của anh đấy. Cậu ông có bảo bảng 11 nữa, tôi thần kinh mất. Và quay ra một con số mà anh nhìn ra được số 11. Và mắt anh ấy có phải mắt người ấy rồi, mắt anh là mắt của con gì ấy. Vâng, rất nhiều số 8, ok. Ok, cảm ơn anh em đã nhắc nhở mình. Vâng, bây giờ thì cũng là 11 rưỡi đêm của ngày 11 tháng 5 rồi. Mà bây giờ vẫn là có tới 43.000 anh em theo dõi kiểu đúng này qua fanpage của game thủ chim sẻ. Vâng, hiện tại chim sẻ đang thi đấu nên là mình sẽ thay mặt game thủ chim sẻ gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em. Và nhân tiện thì anh em đừng có quên là cho mình xin một like, một follow fanpage nha. Fanpage mình có ghi ở phía trên. Fanpage Văn Vơ Gaming. Cảm ơn anh em một lần nữa. Con vào đầu tiên đã về đến nhà chính. Bài khá khung. Với IA cách chơi thì nó cũng tương đối giống con Pơ. Đấy. Chém chuyển cung A cũng là một ý kiến không hề tồi khi đối đầu với Summerian. Bảng quân sai à? Ok, để mình sửa lại nhá. À đây rồi. Ok ok, mình sửa lại con Summer rồi. Bởi vì khi mình sửa thì mình lại sử dụng cái phím bàn phím chứ mình không bấm vào đây. Nhiều bình luận viên người ta bấm vào đây này thì nó sẽ hiện lên các quân thì nó cảm giác nó không chuyên nghiệp. Mình sử dụng cái bàn phím ấn chữ S ấy, thì bảng ấn nó thiếu thì nó sẽ ra cái quân khác. Nhưng mà không vấn đề gì. Và ghi thì sai nhưng mà đọc thì vẫn đúng, anh em cứ yên tâm. Đó, khổ quá, sai mỗi cái bảng quân này em comment khỏe thế. Bảng đọc vẫn đúng mà anh em. Bài sẽ có quả phụ rồi. Mắc. Bài em mắc nha. Đây là hiệu đầu. Hy vọng rừng đẹp để sẽ có thể lùa về gần rừng. Đẹp không? Vâng, đẹp luôn. Thậm chí là nếu như mà muốn cầu toàn thì có thể là S ăn vàng luôn cũng được. Rất nhiều thao tác dành cho chim sẻ trong tơ vừa rồi. Vừa câu gọi và vừa đọc S, nhét giật các kiểu là điều. Con voi thứ ba. S nữa sẽ nằm ở đâu? Bài này khả năng là bài 2S. À không, 1S thôi. S thứ hai tôi nghĩ là sẽ ưu tiên ăn vàng chứ không phải là ăn gỗ. Mà nếu như nhân 3 thì ăn cái đàn hiêu nó sẽ hơi xấu. Nếu như nhân 3 thì ăn đàn hiêu nó sẽ hơi xấu một chút. Chắc là sẽ ăn vàng thôi. 26 dân bài này. 25. 26 kích đời. 752. Đây là S thứ 2. Như vậy là tương đối cầu toàn, ăn cả gỗ và ăn cả vàng, ăn cả hiêu. S nhân 3. Quan trọng là đánh cái gì. Cái con hiêu đang tương đối khó chịu. BB, cạnh đó sẽ là BM. Ba dân phi mà vẫn trượt. Vâng, mấy con hiêu này
Tôi thật là Morgan Hill này là một trong những đơn vị quân gọi là ức chế nhất ở trong trò chơi của chúng ta đấy. Tôi khẳng định các bạn luôn. Rất ức chế. Và vừa rồi thì sẽ làm một cái hành động khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng mà tất nhiên trong đó thì không có tôi. Và thẳng cung A ở bài đấu này. Thẳng cung A. Lực lên đời của chim sẻ là cũng khá ổn. 25 dân của BB. Chém rồi. Còn sẻ là cung A. Rồi mời anh em cảm ơn những phút nha. Tăng sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh cùng Corio. Giảm sốc 50% các sản phẩm máy lọc không khí nhập khẩu Hàn Quốc. Công nghệ hiện đại cho anh em trong cộng đồng AOE vào mùa dịch duy nhất trong tháng 5. Khi mua một máy lọc không khí, chúng ta sẽ được trích 10% doanh thu để phát triển cộng đồng AOE. Anh em nhanh tay liên hệ hotline 1900 6418 hoặc truy cập website corihome.com để nhận ngay ưu đãi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dài gan với nhiều thảo dược quý, hàm lượng cao, giúp giải độc, tăng cường chức năng gan, nhanh và hiệu quả. Khi sử dụng dài gan, các triệu chứng do suy giảm chức năng gan như men gan cao, nóng trong, mẩn ngứa sẽ giảm ngay sau 10 ngày sử dụng. Dài gan ra mắt chương trình cùng cộng đồng AOE Việt Nam chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Khi khách hàng mua 3 hộp dài gan, tặng ngay một hộp khẩu trang đến hết ngày 31 tháng 5. Anh em nhanh tay liên hệ về hotline 1900 9058 hoặc truy cập page dài gan, giải độc gan, sống an lành để được tư vấn miễn phí. Ok, và câu ít tương tác cho chia sẻ mà. Thấy anh em comment đợt này nó không được không, anh em comment nó hơi ít. Và câu ít tương tác cho chia sẻ. Và anh em, một số anh em không biết là xem kèo hay là xem bảng quân, chỉ ngồi soi cái bảng quân thôi. Vâng, bài của chia sẻ đã lên đời xong. Và bài bi dường như sẽ là lên muộn hơn. Chia sẻ bắt đầu có cung A ở phía bên trong. Kéo dân vào không? Vẫn đang cố gắng bú nốt một tí thực. Bánh xe đã co. Bay thẳng cung A đến từ chim sẻ. Và như vậy là Bi đang rình ở phía bên ngoài. Nhưng mà sẻ đang có con tể ở đây rồi. Không sợ. Bi sẽ đánh kiểu gì đây? Và như vậy là Bi chuyển cung hay là công ca? Vâng, có hai cách cho Bi. Một là chuyển cung đánh kiểu đua phát triển. Hai là lên vâng cung R. Thì đó các bạn xem mời thì không có cung A. Có cung R thôi. Có cung R chứ không có cung A. Nhưng mà bài này tôi nghĩ là Bi công ca thì nó cũng khó. Chắc là sẽ đua. Bằng cung R của Summer thì nó không sợ cung A cho lắm. Nhưng căn bản ở đây ấy, là sẻ là người chủ động hơn. Sẻ là người chủ động đánh cung A hơn. Nên là bao giờ thì lực của sẻ nó cũng sẽ khỏe hơn. Bằng tạm thời đang sóc 2A. Xây lại một cái S khác. Khi mấy S kia đã bắt đầu hơi sống. 12 giờ không biết là kín. Không biết là kín chưa. Cánh rừng ở trên có kín không? Hình như là kín rồi. Phía dưới này tôi thấy là kín rồi. Còn trên đấy ấy, tôi cũng không để ý. Không biết có kín hay chưa. Mặt này đang bị công vào. Và có cùng R đến từ BB. Quyết định tôi nghĩ là an toàn. Đây là một quyết định an toàn của BB nha. An toàn hơn khá nhiều so với một quyết định đó là đi công ca. Tạm thời vẫn đang chỉ là 3A đều. Mặt bên này bị công vào là liên tục. Khi mà BB thấy sẻ có 2 cái ruộng, 3 cái ruộng tại đây. Với cung A thì các bạn chỉ cần sóc 3 nhà thôi. Thì cung A nó sẽ nở rất là nhanh. Nó sẽ nở rất là nhanh. Liên tục bị ăn cung A lẻ. Bị đang đi xung quanh nhà của sẻ để làm tơn móc máy. Mặc dù vậy sẻ vẫn đang ra được rất nhiều ruộng. Vẫn đang ra được rất nhiều ruộng. Có một cung A để đi dò nhà của Bi. Bi vẫn cố gắng ăn ba con dân này. Nhưng mà chưa ăn được con dân nào. Sau tơn này liệu rằng có phải là tơn nâng cấp công nghệ chặt gỗ 2 không? Tiếp tục là thêm ruộng. Rất nhiều ruộng của chim sẻ. 4A. Siêu nhiều ruộng. Có tăng A không? Vẫn đang chỉ đi xung quanh nhà của game thủ chim sẻ để quấy rối thôi. Chưa có một tên ốp trực tiếp đến từ game thủ BB. Và như vậy là Bi đánh bài ăn hoang kết hợp ra ruộng. Và sao lực đang khá là khỏe. Và sẻ đang đánh thủ và Bi đang đánh công. Một tí nữa thôi thì lượng thịt của chim sẻ sôi sồn lên là rất nhanh. Khi mà chim sẻ đã có gần một kích ruộng full rồi. Gần một kích ruộng full. Vẫn là thêm ruộng. Sau tên này sẽ là tên nâng đảo vàng. Tôi nghĩ là như vậy. Bi đang khá nhiều cung. Cung R của chim, cung A của chim sẻ chưa có chặt cỗ 2.
Tăng Nga không? Hãy sẽ là nâng đào vàng. Bắt đầu tăng Nga. Nâng đào vàng. Bây giờ thì là vít thôi. Vâng, bây giờ sẽ là màn vít cung A của chính xe. Gỗ 2 đã co. Những tuần đấu quân qua dãy nhà BE như thế này thì chặt gỗ 2 là công nghệ tương đối quan trọng của chính xe Ý Lan. Tăng thêm A không? Lực rất khỏe về thịt. Thêm một A nữa. Hồng Bi vẫn đang tỏ ra là quá khó chịu với những tấn công của mình ở phía trên. Năm A đều. Và bây giờ thì ra được rồi. Và bây giờ thì chim sẻ sẽ ra phía bên ngoài. Liệu có đẩy không? Bi đang đứng bắn e. Bi lại sang bên kia để bắn e đấy. Đấy. Bắn e để khiến sẻ mất lực thôi. Chứ những tơn như này thì sẽ rất khó để có thể cộng chết được game của chim sẻ. Sẻ quyết định là đi quân luôn. Vâng, Bi kéo về. Có ý đồ là muốn bắt. Vâng, có ý đồ là muốn bắt. Quân của Bi khá đông. Sẻ đang dồn thêm quân lên. Cung A của sẻ rất đông các bạn thấy. Sau khi mà ra được một số lượng ruộng ổn định. Cái gì đây? Quá hay. Vâng, rất ảo đến từ cái đuổi chim sẻ. Vâng, tí nữa thì các bạn sẽ biết là bài của chim sẻ là cái bài gì. Vâng, 6A rồi nhưng tự dưng là một tơ đập 2L. Vâng, như vậy là gia đình thích chuyển sang làm tí chém chém. Vâng, cùng nhiều quá nhiều khi nó cũng chán. Làm tí chém chém cho nó đổi gió. Thêm một vài cái ruộng nữa dành cho chim sẻ đã sang thích ruộng thứ hai. Bài Bi cũng khá trồng. Tiếp tục là đấu quân. Nếu như chỉ là cung G và cũng còn cung A như này chắc là đánh đến ngày mai bắt đầu mới hết. Bởi vì hai con này là cân nhau, không con nào khỏe hơn con nào cả. Chim sẻ đang có số lượng vàng rất nhiều. Dần toàn bộ đang ăn vàng. Quá nhiều vàng cho sẻ đi. Vẫn tiếp tục vào đấu. Cung A kẹp chém. Mà bây giờ thì không chỉ đơn giản là cung A nữa, mà lại có thêm chém. Còn chém có một cái công cho chim sẻ. BB đang có khoảng tầm 7 nhà BA tại vị trí này. Mà những con chém sẽ tỏ ra là khá khó chịu. Thì nó cứ đi đằng trước và nó chạy. Có làm cái BC không? Vâng, BC. Thêm một vài cái E nữa. Vâng, sẻ đang dần ốp được nhà BA của cái đồ chim sẻ. Chuyện sẻ đang dần ốp được nhà BA của đồ BB nhờ những con chém. Vâng, chỉ 1-2 con chém thôi. Nó sẽ có nhiệm vụ là hút đam và tanh cơ để cho cung A bắn chùa. Chém này có vẻ hơi đần. Vâng, các bạn thấy con chém chài rất hay. Vâng, con chém chài rất tốt nha. Chim sẻ tiếp tục đẩy thêm quân lên. Chim sẻ tham lai là 85. Tham lai của Bi không biết là bao nhiêu. Nhưng tôi đoán rằng tham lai của Bi thì hiện tại đang bé hơn tham lai của chim sẻ. Vẫn là đấu à không, cũng đông nha. Rất đông. Chim sẻ đang sóc quân là rất đều với khoảng tầm 8 nhà quân, 6 nhà BA và 2 nhà BL. Nhưng BB cũng rất khỏe trận đấu này. Vâng, sẽ để lây chờ với game từ BB. Không hề đơn giản. Rất đông. Chém đang chạy. Một mỏ vàng trong nhà đã hết. Sẽ tiếp tục dồn thêm quân lên. Tăng A không? Hay là tăng cái gì? Vâng, tiếp tục là tăng A. Bi cũng đang tăng A. Hai game thủ đang đảo điên loạn. Vâng, bên phía bên kia thì Bi có những con cùng lờ đảo. Còn bên này thì đang có những con ngựa chém đảo. Vâng, sẽ ăn thêm một mỏ vàng nữa. Bài đấu có quá nhiều vàng xung quanh nhà dành cho chim sẻ. Quanh nhà chim sẻ có tới 4 mỏ vàng. Vâng, tôi tính được nó là khoảng tầm 4 mỏ vàng nha. Rất rất nhiều vàng. Vâng, Bi đang vẩy e khi Bi thấy quân mình đông hơn ở trong tình huống này. Sẽ có cần phải tăng thêm lò không? Vâng, chém đang đông dần theo thời gian, các bạn có thể thấy. Chém của Yamato rất rẻ. Bi đang tăng à rất đều. Rất đều cùng à, thêm một cái BL nữa. Thêm hai cái BL nữa. Và tầm này dân làm gỗ không để làm gì. Và lượng vàng đang cực kỳ thoải mái để cho chim sẻ có thể sóc con cung A của mình. Chém được tách vào bên trong để cho BB mất tay. Và thêm hai con chém nữa nào. Vâng, nâng cả giáp. Chuyện nâng cả công 4 cho chém và BB đã quyết. Và tỷ số là 2-0 cho game thủ chim sẻ trong siêu thứ 5.
Và một bài đấu đánh theo kiểu gần như là đi dâng A đến từ game thủ BB. Bài đấu B đánh chém và cảm thấy nhà có sẻ không. BB dâng A luôn, bài B cũng trâu.